Xin chào, cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc mà mình đang tuyển. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn biết ngay đây. Chỉ còn khoảng 5 phút là xong thôi. Trước tiên mình xin giới thiệu, mình là Mộng Thủy, mình sinh năm 89 và đang ở Tây Ninh. Mình là trưởng nhóm kinh doanh của cộng đồng DBS, là cộng đồng mà chuyên dạy cho mọi người phương pháp kinh doanh tại nhà để có thể kiếm thêm thu nhập khi rảnh rỗi. Và công việc ở đây gọi là công việc kinh doanh bán buôn online rất là thông minh, theo một quy trình có sẵn, chứ không phải là bán hàng online thông thường mà bạn thấy trên mạng đâu nha. Ở đây là bạn sẽ được học cái cách bán lẻ để có thể có tiền lời ngay khoảng 300-500 mỗi ngày để trang trải cuộc sống nè. Thứ hai là bạn sẽ được học cái cách bán sỉ để có thể có thu nhập 5-10 triệu một tháng sau 3 tháng vừa học vừa làm tại đây nha. Và tất nhiên là khi nào bạn thạo việc rồi thì thu nhập nó sẽ tăng lên nữa. Công việc này rất là nhiều người thích làm á, là vì thứ nhất là không phải đi lại, được làm việc tại nhà nè. Thứ hai là bạn sẽ không phải đặt cọc gì hết trơn nên mình không có rủi ro. Và thứ ba nữa là bạn sẽ được đào tạo online hoàn toàn miễn phí nha. Tới đây thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn biết về các câu chuyện của bản thân mình. Trước đây thì mình cũng là một cái con người nhút nhát, không có giống như bây giờ có thể làm video đâu. Và mình cũng không có kinh nghiệm gì trơn á, tại vì mình làm về chuyên viên kỹ thuật cho cơ quan nhà nước. Và lúc đó thì thu nhập của mình là cỡ khoảng 4 triệu thôi. Nhưng mà mình cũng có những cái ước mơ, cũng muốn có được, có thể có tiền mua nhà, mua xe, rồi cũng có thể được đi du lịch khắp nơi. Mình rất là thích du lịch. À, như vậy lúc đó là mình đã được chia sẻ cơ hội công việc từ chị Thu Trang. Chị ấy cũng là một người thư ký tòa án và chuẩn bị là sắp lên thẩm phán luôn. Nhưng mà sau đó là chị đã quyết định kinh doanh ở đây cùng với cộng đồng DBS. Và sau 4 năm thì chị ấy đã có mức thu nhập là khoảng gần 40 triệu để có thể trang trải học phí cho con của chị ấy ở trường quốc tế, cũng như rất là nhiều khoản thưởng khác nữa. Và đặc biệt là chị ấy có được những cái vé du lịch trong nước và du lịch châu Âu nữa kìa. Năm 2019 là chị ấy đã từng được đi du lịch Thụy Điển, và năm 2020 có vé đi Tây Ban Nha, nhưng mà do là dịch nên thành ra không có đi, và công ty đã quy đổi thành tiền để chuyển khoản vào. Rất là tuyệt vời phải không nè. Và mình đã bắt đầu làm việc cùng với chị ấy và thu nhập của mình cũng đã tăng lên. Mình thu nhập khoảng 10 triệu một tháng rồi. Mình mình cũng rất là phát triển bản thân, tự tin hơn nè, rồi sức khỏe, và rất là nhiều cái khoản thưởng mình cũng đã được nhận được, cũng như là đặc biệt mình đã nhận được 3 cái vé du lịch. Vé du lịch trong nước thôi nhưng mà trị giá tới 20 triệu, du lịch 5 sao cả nhà, chứ không có phải giống như ngày xưa mình đi du lịch là mình chỉ dám ở những cái khách sạn 2-3 sao bình thường, mà bây giờ là mình đã từng được đi ở khách sạn Vinpearl Hotel Đà Nẵng á cả nhà, tuyệt vời lắm. Mình muốn chia sẻ cho các bạn biết cái cơ hội công việc này để có thể được phát triển và thay đổi cuộc sống. Khi mà mới bắt đầu tìm hiểu về cơ hội công việc này, mình thắc mắc một cái điều là công việc kinh doanh vậy thì cái chất lượng sản phẩm nó như thế nào? Chắc hẳn là rất là nhiều bạn cũng thắc mắc đây, không biết nó như thế nào, có ảnh hưởng uy tín bản thân mình hay không. Vậy bây giờ thì sẽ giải đáp cho cả nhà biết đây. Và công việc ở đây á, sản phẩm ở đây á, là nó có hai cái dòng sản phẩm chính. Dòng thứ nhất á, là dòng sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, giống như là kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, dưỡng da, nước hoa, trang điểm. Rồi cái dòng sản phẩm thứ hai là về dinh dưỡng, giúp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động và làm đẹp từ bên trong này, dành cho tất cả mọi người luôn, ai ai cũng có sử dụng được luôn. Và hai cái dòng sản phẩm này đều là của thương hiệu Oriflame. Vậy thì các bạn đã từng biết đến thương hiệu Oriflame chứ? Thì Oriflame có mặt ở Việt Nam là khoảng 18 năm rồi. Vì vậy là bạn có thể đã biết hoặc chưa biết, nhưng mà điều đó nó cũng không quá quan trọng. Mà điều quan trọng ở đây là cộng đồng DBS của bên mình sẽ có bí quyết, có phương pháp để giúp cho bạn kiếm được thu nhập từ 5-10 triệu trong công việc này. Cái điều đó mới là quan trọng nhất nha. Mình cũng nói thêm cho các bạn biết, mình kinh doanh sản phẩm Oriflame là vì chất lượng châu Âu rất là tốt và giá thành nó rẻ. Oriflame là một cái thương hiệu nổi tiếng ra đời tại Thụy Điển. Nó là một cái tập đoàn bán hàng trực tiếp lớn nhất của châu Âu luôn. Có mặt trên thế giới là tính ra là 55 năm rồi. Về Việt Nam như mình nói là khoảng gần 18 năm á. Và cũng đã đăng ký giấy phép với Bộ Công Thương, được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Từ đó cũng đã chứng minh được cái sự phát triển bền vững của nó. Và Oriflame á, thì đặc biệt có đại sứ thương hiệu là Hoa hậu Hennie nữa đó. Bởi vậy mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm ở đây nha. Tiếp theo là ở đây nó có hai đầu việc hay. Cái việc thứ nhất là mình sẽ được học cách bán lẻ để mình có thể có tiền lời bỏ túi từ 300-500. Rồi cái việc thứ hai là mình sẽ được học cách bán sỉ để mình có thu nhập 5-10 triệu. Và thạo việc hơn nữa thì 20-30 triệu. Cái phương pháp bên đây rất là hay luôn, đảm bảo là cả nhà sẽ làm được nha. Và công việc là như vậy. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu công việc thì mình với bạn cũng cần có cái sự thỏa thuận trước như thế này nè. Thì đầu tiên là về thời gian làm việc. Nếu mà bạn làm bán thời gian thì cũng cần phải dành từ 2-3 tiếng mỗi ngày cho công việc này. Nếu mà bạn có rảnh rỗi, có nhiều thời gian hơn nữa thì sẽ càng nhanh chóng có thêm được thu nhập thôi. Rồi cái điều thứ hai là cần có thái độ làm việc nghiêm túc, học và làm đúng theo hướng dẫn. Tại vì bên mình đã có phương pháp, có quy trình, có những cái bài đào tạo cụ thể rồi. Mình đảm bảo giúp cho bạn kiếm được tiền từ công việc này. Bởi vậy thì chỉ có hai cái điều đơn giản như vậy thôi thì bạn ok chứ? Nếu mà bạn ok thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn gửi những cái thông tin cần thiết cho mình đăng ký cho bạn để được cấp một mã số kinh doanh cùng với Oriflame. Thì thông tin đầu tiên chính là bạn gửi cho mình hai mặt chứng minh nhân dân được chụp rõ
nét và không mất gốc nha. Thứ hai nữa là số điện thoại, thứ ba nữa là địa chỉ email nếu có ha, và thứ tư nữa là tài khoản ngân hàng. Oriflame là một cái tập đoàn lớn uy tín và lương thưởng của nó sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của bạn vào đầu tháng nha. Nên thành ra là bạn phải gửi cho mình những cái thông tin đủ và đúng để mình làm cấp cho, để mình làm hồ sơ cấp mã số kinh doanh cho bạn, để sau đó bạn sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi từ công ty khi làm việc nha. Rồi, mình sẽ ở đây hỗ trợ cho các bạn nên các bạn cứ yên tâm. Và nếu mà bạn nào, nếu mà bạn biết ai có cần kiếm thêm thu nhập để thay đổi cuộc sống của mình á, thì giới thiệu cho Thủy để Thủy cho hướng dẫn cho người ấy nha. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe hết video, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại.